Chiều 12 tháng 9 năm 2021, tại phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội với sở ngành, quận huyện, xã phường, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố được phân bổ 4,6 triệu liều vaccine, tổng số lượng tiêm tính đến chiều 12 tháng 9 là 4,3 triệu liều. Trong sáng 13 tháng 9 sẽ tiêm xong số vaccine còn lại. Theo dự kiến, Bộ Y tế tiếp tục cung cấp cho Hà Nội 1,5 triệu liều vaccine để bảo đảm đến ngày 15 tháng 9 hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho người dân. Một số quận huyện của Hà Nội tính đến tối 12 tháng 9 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân như Ba Đình, Hoàng Kiếm, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm. Về tiến độ xét nghiệm diện rộng, theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18 giờ tối 12 tháng 9, toàn thành phố đã lấy được 1,46 triệu mẫu PCR mẫu gộp, đạt 44% so với chỉ tiêu là 3,31 triệu mẫu. Hiện 334.853 mẫu có kết quả âm tính, phát hiện 10 ca dương tính, còn lại chưa có kết quả. Về lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên, toàn thành phố đã lấy được 578.125 mẫu, đạt 34% so với chỉ tiêu là 1,7 triệu mẫu. Đã có 572.525 mẫu có kết quả âm tính, 33 mẫu có kết quả dương tính, nhưng lấy mẫu PCR xét nghiệm khẳng định chỉ có 4 mẫu dương tính. Đáng chú ý, tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai mời người dân xét nghiệm, các địa phương phải xem xét cụ thể các đối tượng cho phù hợp. Hiện vẫn có thông tin phản ánh có nơi mời các cháu nhỏ tuổi ra xét nghiệm, kiên quyết không bỏ sót các trường hợp nguy cơ trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, do tiến độ tiêm vaccine COVID-19 phụ thuộc vào phân bổ, nên các quận huyện đã tiêm hết số lượng vaccine được cấp, thì tập trung đẩy nhanh công tác xét nghiệm. Đồng thời, các quận huyện thuộc vùng 2, vùng 3 cần tạo điều kiện cho người dân sản xuất, kinh doanh, nhưng phải đảm bảo an toàn. Lãnh đạo Hà Nội cho rằng, thủ đô không thể thực hiện giãn cách xã hội mãi. Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thì phải nới lỏng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Các địa phương, đơn vị cần chủ động sẵn sàng các phương án để ngay sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, có thể bắt tay ngay vào công việc. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.